Chào các em, chúng ta giải vòng số 1 Olympic của khối 8 năm học 2016-2017. Bài thi số 1 tìm cặp bằng nhau. Các em tìm nhanh những cái đáp án bằng nhau trước đi ha. Đây, bậc của đơn thức 2 cộng 5 cộng 3 là 10. Tìm số 10 coi. Đây, x trừ 10 bình bằng 0 thì bắt buộc là x phải bằng 10 thôi. Rồi, tiếp tục. Cái này các em trích một số 3 trong 21 ra là còn 7 ha. 3 nhân 7 là 21 đó. Một số 3 nhân cho 3 mũ 26 sẽ thành 3 mũ 2017. Rút gọn cái này là hết, thì còn 7. Đây, tiếp tục. Ở đây x nhân x nhân chéo lại ha. X nhân x là x bình phương bằng 36. X bình bằng 36 vậy x sẽ bằng cộng hoặc là trừ 6. Nhưng mà ở đây x dương vậy x phải bằng 6. X bằng 6 thì trên này các em thấy A cũng bằng 6 nè. 5 và 7 thì ở giữa chỉ có số 6 thôi ha. Rồi cái này bao nhiêu nhỉ? 37 21 5 bình 25, 25 trừ 1 là 4, 4 nhân 1 phần 2 là thành 2. Thành 2. Đây. 7 trừ 5 bằng 2. Giá trị nhỏ nhất đây sẽ bằng 64. Tại vì cái trị đối này là thấp nhất bằng 0 thì cộng 64 thấp nhất là bằng 64 ha. Hai cái này luôn. Rồi tiếp tục. Cái này đi. 5 mũ 12 chia cho 5 mũ 9 thì còn 5 mũ 3, 5 mũ 3 là 125. Đây hai cái này kìa. Khá đơn giản ha. Này bấm máy thử coi ra nhiều. Năm phần bảy trừ năm phần tám cộng năm phần ba, rồi một phần bảy trừ một phần tám cộng một phần ba, rồi lấy hai cái đó chia cho nhau là được năm ấy. Được năm, nhớ rồi, đây bằng năm ha. Rồi ta giải cái này đi. Giá trị nhỏ nhất của cái này sẽ bằng 8 ha. Chúng ta ứng dụng cái bất định thức này nè. Giá trị đối của A cộng giá trị đối của B nó sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị đối của A cộng B. Thì cái này ở cái các clip ở lớp 7 á, thầy giảng rất kỹ về cái bất định thức này. Để các em mở clip lớp 7 của năm năm ngoái 2015-2016. Chứ đây không giải thích nhiều được nha. Đây sẽ bằng 8. Rồi, ở đây là bằng 5, các em nhớ nè. Rồi thầy giải bài này. Các em rút 5 mũ x ra làm nhân tử chung. Rút ra làm nhân tử chung, ở trong là còn 1 cộng cho 5 mũ 2 tức là 25 đó. Rồi nó bằng 3250. Từ đây các em giải cái này, các em tìm x ha. 3250 chia cho 26 là bằng 125. 5 mũ x bằng 125 như x bằng 3 kìa. X bằng 3 thì không thể bằng cái này rồi. Cái này bằng 5. Rồi giờ tiếp tục mình giải cái khác. Cái này 12. Ủa sao kỳ vậy? Giải bên này thử coi.
2 mũ 1 nhân 2 mũ 2 nhân 2 mũ 3 nhân vân vân cho tới 2 mũ x. Giờ sẽ bằng 2 mũ 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cho tới x. Giờ nó bằng 3 2 7 6 8 là 2 mũ mấy nhỉ? Hình như tôi nhớ là 2 mũ 15. Đúng rồi. 2 mũ 15 cơ. 2 mũ 15. Vậy suy ra là hai cái mũ phải bằng nhau. 1 cộng chấm chấm cộng cho tới x. Thì các em có thể mò cũng được. Cái mò x cho tới khi nào mà nó cộng lại bằng 15 thì cũng nhỏ thôi mà. Hoặc là các em dùng cái công thức là x nhân cho x cộng 1 chia đôi ha. Bằng 15 được. X sẽ bằng thử bằng 7 coi. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 28, vậy bớt lại đi. 28 quá 15 rồi. Cộng tới 6 thôi thì bằng 21. Cộng tới 5 thì đúng bằng 15. Vậy x bằng 5 ha. Vậy x bằng 5 thì hai cái này đi với nhau. Đúng rồi. Rồi, ta giải bài này thử coi. Hai mũ x bằng 8 y cộng 1. 8 là 2 mũ 3 đúng không? 3 y cộng 1. Từ đây em suy ra x sẽ bằng 3y cộng 3. Rồi 9 mũ y tức là 9 là 3 bình. Vậy là 9 mũ y là 3 mũ 2y bằng 3 mũ x trừ 9. Từ đây suy ra 2y bằng x trừ 9. Giờ các em bắt cầu là x sẽ bằng 9 cộng 2y là 2y cộng 9. Như vậy là mình sẽ có là 3y cộng 3. 3y cộng 3 bằng 2y cộng 9. Từ đây suy ra là y sẽ bằng 6. Y bằng 6 thì tiếp tục giải x sẽ bằng 3 bằng 6 18 3 là 21. Vậy suy ra x cộng y sẽ bằng 27 ha. 27 này. Như vậy hai cái này sẽ đi với nhau. Cái này giá trị lớn nhất sẽ bằng 12. Còn bao nhiêu hồi nãy giải xong không nhớ rồi. Giá trị lớn nhất để bằng 12. Nhưng mà cẩn thận người ta không hỏi giá trị lớn nhất mà người ta hỏi là x bằng bao nhiêu để cái này là được 12. X bằng 3 ha. Cái này là 3 phần 5 mũ 2000. Như vậy là sẽ thành 3 phần 5 mũ 17. Đây kìa. Rồi vẽ hình ra đi. ABC bằng tam giác MNP đỉnh tương ứng luôn. A bằng 50 thì M cũng bằng 50. B bằng 70 thì N bằng 70. Vậy góc B sẽ bằng góc C đó. Là bằng 60 độ. Vẽ hình ra các em thấy liền. Tụi đi học hả? Giỏi 4 phần, khá 5 phần.
trung bình 3 phần. Vậy là 12 phần. 12 phần mà 48 em, vậy mỗi phần là 4 em. Học sinh giỏi 4 phần là 44 16. X 2 phần, y 3 phần, vậy x cộng y là 5 phần. 5 phần là âm 15, vậy mỗi phần là âm 3. Âm 3 nhân 2, âm 3 nhân 3, vậy x bằng âm 6, y bằng âm 9. Em tính này ra là sẽ bằng 365. Được, em để ý P chính là cái biểu thức trên này nhân cho 3 bình, tức là nhân cho 9 đó. 356 nhân 9. Em tính lại một bình tới 10 bình bao nhiêu? Ba tám lăm nha. Vậy lấy 385 nhân 9 thôi. 3465. 3465. Này lớp 7 ta làm nhiều rồi. Ha, 7 ta làm nhiều cơ. 70 chia đôi là 35. 80 chia đôi là 40. Rồi lấy 108 trừ đi tổng của 35 với 40 là thành 105. Vẽ hình ra thấy liền. Cái này giải theo kiến thức lớp 7 thôi. Đáp án này. Vẽ hình ra. ABC bằng tam giác DBC. Góc A 140. AB bằng AC, vậy tam giác cân. Như vậy góc B của tam giác ABC là bằng 20 độ. Vậy góc B của tam giác DBC cũng 20 độ. Vậy góc DBC là góc B của tam giác DBC là bằng 20. Rồi. Này thì vẽ hình ra nha. Tam giác ABC ABC nữa ra. Đường cao AH. Đường cao BE. Và đường cao CF. Cắt nhau tại H. Y là trung điểm đoạn AH. Y là K là trung điểm đoạn BC. CF cắt nhau tại H, trung điểm là Y, trung điểm là K. Kem tính đoạn IK, IK đoạn này. Thì cũng dễ thôi kìa, dễ thôi, không khó đâu. Muốn tính đoạn IK thì các em mà ghép vô cái tam giác này này. Y EK ha. Tam giác này chắc chắn vuông luôn. Đây. Tam giác này các em sẽ chứng minh được vuông ha. Tự chứng minh đi, ở đây thầy không có thời gian, thầy chỉ hướng dẫn cách giải thôi. Tam giác này vuông nè. IE thì nó sẽ bằng nửa AH. Mà AH bằng 6 và IE sẽ bằng 3 các em nhé.
Yeah sẽ bằng 3. Rồi. Còn EK bằng nửa BC thì trung tuyến bằng nửa cạnh hiên. IE là trung tuyến ứng với cạnh hiên AH này. Rồi BC bằng 8, như vậy là EK sẽ bằng 4. Đây 4 này. Tam giác IEK vuông ở E, kem dùng định lý Pythagore. Kem tính IK nó sẽ ra 5 này. Đó thầy gợi ý đường hướng thôi chứ ở đây mà tôi chứng minh nữa thì thôi chứ. Hả? Mất thời gian lắm. Bài này kiến thức lớp 7 ha. X lớn hơn bằng 5 thì x trừ 5 sẽ không âm, thì giá tuyệt đối sẽ bằng chính nó. Như vậy A lớn sẽ bằng 6x trừ 3 trừ cho x trừ 5. Còn nếu mà x nhỏ hơn 5 thì giá tuyệt đối x trừ 5 sẽ bằng số đối của nó là 5 trừ x. Thì cái này cuối cùng nó ra là 5x cộng 2 nhé. Một bảy lăm trừ không hai lăm thành 1,5. Tam giác ABC bằng tam giác DF. ABC bằng tam giác DEF. Nếu BC bằng 3 thì EF cũng bằng 3. Cạnh tương ứng hai góc kề bù thì hai tia phân giác sẽ tạo với nhau góc 90 độ. Chắc chắn luôn. Hình thang. Hình thang ABCD có hai đáy AB và CD. Góc A bằng 84 thì góc D lấy 108 trừ cho 84 là bằng 96 ha. Hai góc trong cùng phía song song, hai góc trong cùng phía bù nhau ha. Ở đây sẽ không có giá trị x nào làm cho cái này bằng không. X bình cộng 1 là dương, x bình cộng 5 là dương hẳn luôn, dương nhân dương không bao giờ bằng không. Rồi cái này ra hàng đẳng thức số 7 kìa. Rồi x mũ 3 trừ y mũ 3 tức là 1 mũ 3 trừ trừ 2 mũ 3 là bằng 9 nha. Rồi cái này tìm x, giải tay cũng được, giải máy cũng được. 4x 5x trừ 1, 4x nhân 5x trừ 1 cộng 10 nhân cho 2 trừ 2x bằng 16. X bằng 1 kìa. À, thử lại tay thì chắc chắc đi. 20x bình phương trừ 4x cộng 20x trừ 20x bình phương bằng 16 là 16x bằng 16, đúng rồi, x bằng 1. Tiếp tục cho tứ giác MNPV góc N bằng 135, góc Q bằng 87. Vậy là tổng hai góc còn lại là M và P sẽ bằng 360 trừ 87 trừ 135 là 138 ha. 360 trừ 87 trừ 135 là 138. Hai góc còn lại lại bằng nhau, vậy mình chia đôi. Vậy là mỗi góc bằng 69 độ. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này sẽ bằng âm 32. Nhìn vô thấy liền cho em nhé. Mũ 4 là thấp nhất bằng 0. Mũ 2 cũng là mũ chẵn thấp nhất bằng 0. Hai cái này thấp nhất bằng 0. Thì cả cái này thấp nhất là bằng âm 32 ha. Lúc x bằng 0 thì cả cái này thấp nhất là bằng âm 32. Bài cuối cùng. Mũ 2016 là mũ chẵn, vậy cái này không âm, trị tuyệt đối cũng không âm, hai cái không âm cộng lại bằng 0 thì bắt buộc là từng cái phải bằng 0. Hai cái không âm cộng lại bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0. Vậy các em sẽ có là x cộng 3y trừ 6 sẽ bằng 0.
đồng thời 2x trừ y trừ 5 cũng sẽ bằng 0. Rồi giờ mình bắt cầu kìa. X này. X sẽ bằng 6 trừ cho 3y. À, còn ở dưới là 2x. 2x sẽ bằng y cộng 5. À. Thầy lấy cái cầu là 2x. X bằng 6 trừ 3y thì thầy nhân hai bên cho 2. Thì nó vẫn về ha. 2x sẽ bằng 2 x 6 12. 2 nhân trừ 3y là trừ 6y. Rồi giờ xuống bắt cầu. Cái này bằng 2x, cái này cũng bằng 2x. Vậy hai đó sẽ bằng nhau. 12 trừ 6y sẽ bằng y cộng 5. 12 trừ 6y bằng 12 trừ 6y bằng 5. Vậy là 7y sẽ bằng 7. Y bằng 7 và y bằng 1. 1 cộng 5 bằng 6, đúng rồi. Y bằng 1 thì x sẽ bằng gì? X bằng 6 trừ 3y, tức là 6 trừ 3 nhân 1 là bằng 3. X bằng 3y bằng 1. Thử lại đi. 3 cộng 3 trừ 6 đúng bằng 0. 2 nhân 3 là 6 trừ 1 trừ 5 đúng bằng 0. X bằng 3y bằng 1 thì cộng lại sẽ bằng 4 ha. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này cho càng nhiều bạn càng tốt ha. Để thầy có khí thế để làm các cái video tiếp theo nữa. Để lan tỏa kiến thức. Rồi. Cảm ơn các em. Chào, hẹn gặp lại ở vòng tiếp theo ha.